Con chào cô và các bạn, con tên là Lê Ninh Thiên Hà, học lớp 5 năm trường tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình. Hôm nay con xin thuyết trình bài bảo vệ đảo. Đầu tiên, khi bấm vào lá cờ xanh, nó sẽ hiện ra chữ tác, có hai con tàu, đó là tàu đỏ lá, đó là tàu đỏ. Khi ấn vào tàu xanh lá, ra biển. Khi level 2, con tàu lớn lớn phải 2 lần. Nếu đủ 12 thì trò chơi sẽ chiến thắng. Cô đợi chút không? Bây giờ con xin viết trình phần thua cuộc. Cái con tàu chạm vào đảo game over, nghĩa là bạn đã thua. Ở đây khi nó có 2 nút, khi bấm vào số 2 nó sẽ chuyển qua level 2, khi bấm vào số 1 nó sẽ chuyển qua level 1. Con thích nhất là phần tàu lớn, tàu màu xanh lá, tàu nhỏ. Vì khi bắn được tàu này sẽ được cộng 2 điểm. Con tạo ra sản phẩm này là để giải tỏa những căng thẳng sau những giờ chơi và giờ làm việc. Phần thuyết trình của con sau đây kết thúc rồi. Thiên Hà có thể chia sẻ cho cô cái phần câu lệnh mà con thích nhất được không? Ở trong cái sản phẩm mà con thích nhất được không? Dạ, đây là phần nhân vật của tàu màu xanh lá. Đọc hết luôn rồi cô. Con giới thiệu về các cái con sử dụng những câu lệnh nào trong sản phẩm để con lập trình ra cái nhân vật này. Con sử dụng những câu lệnh liên tục đặt hướng thành 1, 2. Nếu hướng vào 1 thì đi tới điểm viết lấy ngẫu nhiên từ 20 đến 240, đi là 180. Hướng về phía đối tượng đã 1, nếu không thì đặt đi tới điểm x 240, đi lấy ngẫu nhiên từ 180 đến 180, hướng về phía đối tượng đảo 2. Tạo bản sao của bản thân tôi, ẩn đợi 6 giây. Khi tôi bắt đầu là một bản sao thì lặp lại cho đến khi đang chạm đảo 1 hoặc đảo 2. Nếu level bằng 1 thì di chuyển 1 bước. Nếu chuột được nhấn, nếu đang chạm tầm ngắm thì bắt đầu âm thanh tiếng thần nổ thì sẽ được cộng thêm 3 điểm. Lặp lại 30 lần cho anh phục kế tiếp với bản sao này. Nếu level bằng 2 thì sẽ di chuyển nhanh hơn là di chuyển 2 bước. Nếu chuột được nhấn đang chạm tầm ngắm thì tàu sẽ nổ. Thay đổi điểm một lượng 3, lặp lại 30 lần cho phục kế tiếp. Sau bản sao này phát triển kết thúc, dừng lại tất cả. Phần thuyết trình của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi, con cảm ơn phần thuyết trình của bạn Thiên Hà. Thì cô cũng có một số phần nhận xét cho phần thuyết trình của bạn Thiên Hà nhé. Trước tiên thì đối với phần sản phẩm của bạn thì cô thấy là bạn thứ nhất là về cái phần hình ảnh cũng bạn khá là trau chuốt cho phần hình ảnh của sản phẩm và cũng có sáng tạo. Ví dụ như là cái phần chuyển level, nhấn vào cái chữ level 1 thì sẽ chuyển sang level 1, hoặc nhấn vào level 2 sẽ chuyển sang level 2. Đúng chưa? Ngoài ra thì bạn còn đối với phần thuyết trình thì cái phần thuyết trình của bạn Thiên Hà cũng tương đối là tốt, tuy con giới thiệu được các bước. Tuy nhiên là mình sẽ chú ý cho cô ở cái phần chia sẻ câu lệnh. Ở cái phần này hầu như các bạn đều bị vướng ở phần này, đó là các bạn chia sẻ câu lệnh thì chúng ta sẽ phải giới thiệu. Ví dụ nhé, con thích nhất là một của cái nhân vật tàu bắn chẳng hạn, đúng không? Hoặc là nhân vật tàu chẳng hạn, thì con sẽ phải giới thiệu về cơ bản các cái khối lệnh ở trong cái nhân vật đó.
À, chứ các bạn không lên là các bạn chỉ chiếu lên, các bạn chỉ bảo đây là cái phần câu lệnh để lập trình đó, thì các bạn chẳng nói gì cả, thì các ví dụ như cô và các bạn cũng không hình dung ra được đúng không? Thì chúng ta thuyết trình là mình sẽ phải giới thiệu hết những cái phần câu lệnh đó. Và thứ hai nữa đó là cái phần thuyết trình của bạn, nên là con nói cũng khá là to, tự tin, tuy nhiên là mình cần nói rõ ràng và rõ ràng hơn. Có đôi chỗ là cô thấy thiên hà nói hơi nhanh, không biết là các bạn nghe rõ không, nhưng mà có những chỗ là bạn ý nói hơi nhanh thì cô thấy nghe đang nói nhanh hơn tự dưng lại nói nhỏ nhỏ.